chúng ta cần phải đánh giá Võ Hoài Linh, tức là Linh 14 này mức độ khủng khiếp tại Việt Nam mà y gây ra như thế nào. Từ nay Võ Hoài Linh tức Linh 14, Linh 14 sẽ gắn chặt với vai trò của Nguyễn Cao Kỳ Duyên, kẻ đã đưa ra một thông điệp rất khốn nạn và náo chó. Trong sâu sắc em là một Mỹ con, hãy nuôi em đi, nuôi em đi, nuôi em đi, đừng ngại ngùng. Khi những thông điệp này tôi nói ra, nếu đài truyền hình nào còn sử dụng Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đấy là một sỉ nhục với Tổ quốc. Đài truyền hình hoặc báo chí nào còn ca ngợi hoặc có bất cứ hành động nào với Võ Hoài Linh cũng sẽ là sỉ nhục với Tổ quốc và các bạn sẽ bị ô danh. Thưa các bạn, tôi xin gửi đi từ một cái tên rất là dịu dàng là Nhạn Trắng Gò Công. Nhạn Trắng Gò Công là ai và liên quan gì đến Hoài Linh và Sơ Thu Hương đang muốn chuyển thông điệp gì? Những cuộc công du luôn luôn mang mái ấm của từ thiện, chỉ có từ thiện mới đánh vào cái nỗi nhớ quê hương, cái nỗi khắc khoải nhớ quê hương của đồng bào xa Tổ quốc. Những người như Phương Dung, như Khánh Ly, như rất là nhiều người khác thật sự đã bị nuốt chửng trong cỗ máy này. Những kẻ bầu xô tròi lên ở sau, thế hệ sau này không có nhân cách, tồi tàn và khốn nạn. Trong đó có Dũng Tay Lo, Dũng Đen, người đã chửi chị Hằng vô cùng tàn bạo. Tại sao lại như thế? Câu chuyện sẽ được giải mã từ từ. Chúng nó muốn có từ thiện thì chúng nó phải có minh chứng. Và muốn minh chứng thì chúng nó không đi tìm người cộng sản, bởi vì nếu tìm người cộng sản chúng nó không có ăn. Và để ép phê cái vấn đề từ thiện trong quảng bá hát hò này, nó chọn đến giới tu trì. Và giới tu trì đầu tiên đó là Phật giáo, những người đi tu Phật giáo, những ông thầy. Và một vài ông thầy bước vào câu chuyện này rất là nhanh. Những chương trình hay ho ở nước ngoài được soạn ra, ví dụ là gửi về cho trẻ em nghèo ở Việt Nam. Tôi ví dụ, chẳng hạn như những tiếng hát của chúng ta là vì người nghèo khổ ở Việt Nam. Và còn gì hay ho cho bằng, lại mời đại diện của Việt Nam sang. Đúng không? Và cứ như thế thì những câu chuyện rỉ rả trên sân khấu ấy, người nước ngoài nhìn nhận về Việt Nam như một sự bẩn thỉu, hủi lầy, nơi những trẻ em đau đớn, tang thương và bi đát. Và tất cả dưới cái mác ấy đều đổ lên đầu ca sĩ. Ví dụ ca sĩ Phương Dung hát vì người nghèo. Trên màn hình sẽ chạy những hình ảnh người nghèo của Việt Nam. Một đức thượng tọa nào đó, một đức thích nào đó, một mục sư nào đó, một tu sĩ được nào đó được mời ra nói lời ban đầu. Và thế là tiền chạy vào trong những cái cuộc ca sĩ diễn đó là sẽ còn rất nhiều thứ tiền. Ngoài bán vé thì là tiền bồi dưỡng, tiền tự nguyện ủng hộ, tiền bán đấu giá. Họ sẽ đưa ra một món, vài món cái gì đó, và tất cả đều mang hình bóng chẳng hạn của Khánh Ly hay là Phương Dung. Nhưng thật sự các cô, các chú, các gì ấy được một đồng cắt xê còn gọi. Bao nhiêu tiền chảy vào túi chúng nó. Và nó sẽ vứt một tí giải ngân cho bên này ở nhà. Các củ khoai, củ từ, các linh mục, các tu sĩ, các mục sư nào đó cầm tí tiền đó đi giải ngân, giải nghèo một chỗ, một vài chỗ. Hoặc là nếu không nhờ thì lại chúng tôi ủy quyền cho ca sĩ Hoài Linh. Ví dụ như thế. Cũng giống như ai đó vợ ông Chí Tài, tôi cũng ủy quyền cho ca sĩ Hoài Linh. Trong khi đang ngắc ngoại ở bên đó, những người như cô Khánh Ly, như chị Phương Dung ở đó, thì Hoài Linh, một tên gầy ròm mà bây giờ phát hiện ra y nào còn một tên đập đá, đã kịp vọt về Việt Nam. Và nhà thờ tổ được tốc hành xây lên và cỗ máy hoạt động kinh hoàng rất nhanh, để Hoài Linh thực sự đã trở thành một ông trùm trong giới giải trí. Dưới tay ông trùm này có báo chí, dưới tay ông trùm này có những trẻ thơ đã bị khuất phục để trở thành ca sĩ, hát lót, hát nhét, muốn hát gì, muốn hát được thọ, muốn thỏ mặt ra, muốn được casting phim, muốn được này kia, phải qua cổng của ông trùm Hoài Linh. Thì sau đó những công ty như các công ty Điền Quân, công ty nọ, công ty kia mới bắt đầu cho phép nú đầu lên. Thưa các bạn, cỗ máy xây kinh hoàng bắt đầu. Những cái gạo cội già, tại sao họ sử dụng các bà này? Bởi vì các bà có nỗi nhớ quê hương, có dính líu đến 1970 năm thì nó còn một chút hào quang. Nhưng mà rồi tàu tuổi già, sự xuống dốc thì những ca sĩ này cũng không còn kiếm tiền được ở nước ngoài nữa. Và các bà cũng nhận thấy tụi nó xây sát mình quá thể, mình không được gì hết. Và tụi các bà ấy cũng ở trong đó đã, để biết rõ ràng rằng chúng mang danh vọng nghèo khổ của Việt Nam đã chúng bêu. Chúng mang danh giá của các bà, các cô đã chúng bêu, nhưng tiền thì chúng lấy.
và chúng lừa rửa tiền lòng vòng, chúng đi từ nước nọ đến nước kia và cái đích chúng nhắm về Việt Nam. Sau khi đã nghiên cứu kỹ tình hình thì chúng ngắm rằng sẽ đưa các bà về Việt Nam thì sẽ coi như là hốt đủ. Có những ca sĩ tự trọng, tôi được biết trong cái cuộc tìm hiểu lịch sử này thì ca sĩ Khánh Ly khá là tự trọng. Bà cũng đã trở về Việt Nam hát dưới cái bóng của Hoài Linh, của Kỳ Duyên một hai chương trình. Sau đó thì bà và bà Phương Dung được bắt fan để một vài thầy tu. Tôi con rất tiếc nếu mà phải nhắc đến các thầy, nếu có trong cái giáo hội của chúng ta thì cũng tự biết đi rằng không chỉ Phật giáo không đâu, có một số thầy cũng bắt đầu tham gia dưới cái mác rằng chúng ta hãy hát, hát nhiều lên, hát vì người nghèo. Và tôi cũng đã được một ai đó cứ dứt khoát là phải tôi dắt tôi đi đến ông thầy hát, ông cha ông thầy hát vì người nghèo đó. Và cái công cuộc mang bà Phương Dung và bà Khánh Ly đi hát vì người nghèo quay sang được một nơi được gọi là Úc Đế. Úc Đế, tôi xin kể hầu câu chuyện bà Phương Dung. Thì bà Phương Dung cũng được đưa đến hát một nơi. Bà Phương Dung định cư ở thành phố Member, Úc Châu. Bà chạy về Việt Nam. Và tất nhiên khi về Việt Nam và hát tại Sài Gòn là dưới trướng của băng đảng Hoài Linh và Kỳ Duyên. Cái băng đảng mà đã làm Mỹ con và khiến chúng ta hãy nuôi nó đi, đừng ngại ngùng. Hai bà già này được xách sang bên coi như là nước Úc để hát. Và hát hai lần. Hát hai lần đều danh nghĩa về vì người nghèo Việt Nam. Rồi bán đấu giá, rồi tủ tùm lung, vơ vét quá rồi luôn, vơ vét rất nhiều. Cho đến mức mà một cha có trách nhiệm của Sydney đã phải nói thẳng với cái băng đảng mà làm bầu xô này, trong đó có các cái vị có chức sắc này kia, mùi tôn giáo đó, thì là nói rằng các ông hát vì các ông, chứ làm gì có vì người nghèo Việt Nam. Và trong cái tiệc người ta hát để kêu gọi đấy, y như kêu gọi cứu trợ của Hoài Linh này này, cái mẫu đó là ở nước ngoài xong nó cũng ở Việt Nam luôn. Thì vơ viết này thì đến lần thứ hai là nhà tẹt và sau đó thì hội đồng giải tán. Người phụ nữ là Khánh Ly lặng lẽ về lại nước Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Bà có trở lại Việt Nam được một hai lần, nhưng bà đã công khai thể hiện nỗi nhớ của mình tại thủ đô Hà Nội. Bà đã thoát ra khỏi cái bóng của giải trí showbiz Sài Gòn. Chắc chắn bà đã nhận ra vấn đề gì đó. Và cô Khánh Ly được giữ trọn hình ảnh của mình. Nhưng Nhạn Trắng Gò Công thì khác. Bà sau khi cay đắng ở Úc Châu, sau khi đã biết là bọn nó hot của mình rất là to, thì bà nhập cuộc chơi rất là nhanh. Và tất nhiên kẻ giải thảm để cho cuộc hội ngộ con Nhạn Trắng Gò Công quay trở lại Sài Gòn không thể vắng bóng được ông trùm Hoài Linh. Ông trùm Hoài Linh đã cùng với cái sự coi như là tất cả các công ty rồi thì này nọ của kia, Nhạn Trắng Gò Công theo kéo Nguyễn là đã ngồi ghế nóng của hàng trăm game show trên các cái loại đài của các tỉnh miền Tây và đài truyền hình thành phố. Bà đã nghĩ ra hai chương trình rất là khủng khiếp, rất là hoành tráng, đó là trợ cấp cho sinh viên y khoa học học tiếp để lấy bằng đại học. Cái này thì ăn cắp ý tưởng của bên báo Tuổi Trẻ, đó là trợ cấp học sinh sinh viên khi nó có khó khăn. Và các bạn biết đấy, để lấy được tiền to thì phải chọn cái học sinh y khoa, bởi vì y khoa nó học lâu và nó tốn tiền, và cách thức thì nó hợp lý. Và như vậy thì sẽ câu kéo được một cái lượng Mạnh Thường Quân tài trợ toàn là những người to.